Vâng thưa quý vị, trong khi số ca mắc COVID-19 trong nước đã không xuất hiện trong hơn 3 tháng qua, thì các ca COVID-19 trở về từ các nước liên tục gia tăng. Từ đó mà việc ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ bên ngoài đang là quan trọng nhất. Trong đó thì có việc ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta. Tại Đà Nẵng, sau khi mà lực lượng chức năng phát hiện 31 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và trú tại hai khách sạn trên địa bàn, Công an thành phố đã điều tra và xác minh khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo Điều 348 Bộ Luật Hình sự. Công an Đà Nẵng cho biết quá trình điều tra xác minh, công an phát hiện 31 người Trung Quốc đang lưu trú tại hai địa điểm thuộc quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà. Qua điều tra xác minh và làm rõ, cơ quan công an phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có một người Trung Quốc và 2 người Việt Nam có hành vi tổ chức cho nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và lưu trú tại Đà Nẵng. Công an Đà Nẵng đã lập chuyên án điều tra và khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép. Từ cuối năm 2018 cho đến nay, các đơn vị thuộc Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện trục xuất hơn 500 trường hợp người Trung Quốc hoạt động trái phép, trong đó có nhiều tội phạm bị truy nã trốn sang Việt Nam, lưu trú tại Đà Nẵng. Thưa quý vị, còn tại biên giới với Campuchia, trong khi các lực lượng chức năng tại tỉnh An Giang phải ngày đêm căng mình phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ bên ngoài xâm nhập, thì một số đối tượng vì hám lợi đã lén lút câu móc với đối tượng người Campuchia, tổ chức đưa người trái phép qua biên giới, bất chấp nguy hiểm dịch bệnh có thể lây lan và gây mất an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện biên giới An Phú, tỉnh An Giang. Vào khoảng 19 giờ ngày 18 tháng 6 vừa qua, tại khu vực xã Khánh An, huyện An Phú, công an phát hiện Đỗ Văn Quên, sinh năm 1986, trú xã Thường Thới Tiền 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, và Văn Nát, hay còn gọi là Linh, sinh năm 1983, quốc tịch Campuchia, điều khiển vỏ lãi đưa 3 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia nên tiến hành bắt giữ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Khải, sinh năm 1965, trú ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, là đối tượng trung gian trực tiếp liên lạc tổ chức đưa người trái phép qua biên giới. Đây là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp, câu kết với số đối tượng ở Campuchia để thực hiện hành vi phạm tội. Có nhiều cái trường hợp là xuất nhập cảnh là trái phép, nhất là cái số lao động tự do từ phía Bắc, các tỉnh ở phía Bắc là đến cái địa bàn của huyện An Phú để tìm cách sang Campuchia trái phép, để tìm cái nguồn lao động tại phía Campuchia. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam các đối tượng trên về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Mới đây, Công an tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch triển khai tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó, các loại tội phạm xuyên quốc gia như là tội phạm ma túy, buôn lậu và các loại tội phạm khác liên quan đến tình hình qua biên giới, mà đặc biệt nhất là tội phạm có tổ chức đưa người trái phép qua biên giới sẽ bị xử lý mạnh. Đặc biệt nhất là phải tăng cường, ngăn chặn các cái việc là người qua lại xuất cảnh trái phép, để kiểm soát cái tình hình phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện An Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng đã phát hiện 11 vụ, hơn 100 đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh hoặc cư trú trái phép trên khu vực biên giới. Các anh biên phòng, công an với dân quân là làm tốt rồi. Thì bây giờ người dân mong mỏi muốn là sự phối hợp chặt chẽ, làm cho tốt hơn nữa, là cho bà con là an tâm. Mặc dù các đối tượng trong đường dây đã bị bắt, tuy nhiên để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng công an và các ngành chức năng, rất cần sự chung tay, góp sức của người dân dọc tuyến biên giới, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần làm trong sạch địa bàn vùng biên.